cho anh em áo của Atletico Madrid, quả bóng của La Liga. The Chớp, nghịch đảo của The Chớp, Atletico Brixton, Neymar Ron Chớp. Thẻ đỏ. Trước khi nhận bóng, quan sát cái nào? Trọng Thi. Vô thi đấu thứ 78. Ô là là, số 6 lao vô nhanh quá, một chạm thôi. Đội chuyển 2 dành cho H2T. Tôi là Thi Freestyle. Hôm nay mình có mặt tại sân bóng đá Vị Nhân. Hôm nay mình tham gia với lại đội Sa Huỳnh FC. Sa Huỳnh là của tỉnh Quảng Ngãi anh em. Như là đội bóng của mấy anh em quê ở Sa Huỳnh. Sân Vị Nhân. Cỏ 11 thì thường đá sân 11, dạo này mình không có đeo mà sử dụng góc quay ở ngoài. Trận trước vẫn còn đang đá trong sân. Không biết là đội tập trung ở đâu để vô thay đồ. Thưa anh em, áo của Atletico Madrid, quả bóng của La Liga. Sân Vị Nhân có cái khán đài giả chiến này ok quá chứ hả. Ngoài đường biên thì cỏ nhân tạo, bên trong là cỏ thiệt. Khu vực cầu môn xài cỏ nhân tạo, giữa sân hình như cũng cỏ nhân tạo. À đúng rồi, rất là rõ ràng, cỏ nhân tạo rất rõ ràng luôn. Và cầu môn bên kia cũng cỏ nhân tạo luôn nha anh em. Ôi la la, và giveaway của ngày hôm nay đây rồi. Câu hỏi là anh em thích đá sân 11 cỏ thật hay sân 11 cỏ nhân tạo và tại sao? Thêm một đôi giày của Rain Sport Việt Nam sẽ dành tặng cho anh em nào có câu trả lời hay nhất. FC Sa Huỳnh, đồ trắng nha anh em. Nay được giao số áp lực quá, đá hậu vệ, hậu vệ số 10 nha. Mở cao, giày lên đồ, sẵn sàng thôi. Sân khá là ổn đó, một trong những cái sân 11 đẹp tại Sài Gòn. Áo hơi ôm tí. Em mới hỏi gì? Anh là Thierry Style hả? Ờ, anh là Thi. Bất ngờ dữ vậy hả? Anh người thường mà đâu phải là thần linh đâu mà họ hét ghê vậy. Lâu lâu chọc mấy nhỏ vừa quá. Mà không biết là làm cỏ anh tạo ở đây thì tốt hay là... Tại vì chạy ngoài đây khá cứng, chạy trong đây thì êm. Êm nè, cứng nè, cũng khá ảnh hưởng, chạy ở đây thì khá ảnh hưởng gói. Nhưng mà được cái là cỏ anh tạo ở đường biên, là trong cỏ thật để đá thì thấy nó sạch sẽ hơn. Rất là đồng vui. Đối thủ thì không xa lạ gì, toàn mấy anh em Ru Nam. Runam Star. Bên kia mình cũng quen một số cầu. Quen Bimac nè, Phong Litro nè, anh Lý Chánh nè. Bình thường đá sân 11 thì mình cũng ít đeo cam trên đầu. Tại vì nhất là tình huống tới chân nó không có nhiều. Thứ hai là cũng có một số trọng tài không cho đeo. Nó chưa trọng tài cho đeo, nhưng mà đá sân 11 thì tranh chấp phần thân trên khá nhiều. Thành ra là mình nếu mà đeo vào thì cũng ảnh hưởng đến cái kỹ năng lối đá sân 7, sân 5 thì dễ hơn. Nên ra là ở ngoài có livestream máy quay mà, thấy sụt ngoài cũng được. Rồi vậy đi. Ôi là là, đội bạn đang chụp hình kìa. Ru Nam làm hình ảnh rất là chỉnh chu nha anh em. Chụp ảnh, chụp ảnh. Ở đây là style chụp ảnh. Điện thoại của mình. Và đây là phong cách chụp hình độc nhất vô nhị của T-Style nha anh em. Dã man, ai bơm chế banh cứng như cục đá luôn vậy. 1.0 luôn, ghê thiệt. Trong khi tiêu chuẩn thi đấu chỉ có 0.6, 0.7 là đủ rồi. May mà mình có cái van đo áp suất này. Không, hai bên đá cục đá mệt mỏi luôn. Rồi, ok. Nay mình đá là anh Thạch, đội trưởng của đội Sa Huỳnh, rủ mình theo đá. Đá theo dạng khách mời thôi, nên chắc dự bị giữa hiệp 1 mới vô. Thủ tục chào sân, bắt tay, đập tay, chuyên nghiệp như một trận thi đấu V-League vậy á. Sân Vị Nhân có cái này ghê nè. Có màn hình luôn trời. Live trực tiếp lên trên cái màn này luôn. Anh Lý Chánh hôm nay chấn thương nên thành ra đứng ngoài God chứ không có vô đá.
Đợt nào hẹn đá chung với Bi Mắt mà chưa có dịp nữa. Vậy mà hôm nay đá đói luôn. Những cú đá là chưa thật sự tốt ở trong tình huống vừa rồi. Cú Thạch, một pha qua người rất hay. Cú Thạch đây đâu, không vào. Bình thường thì mình sẽ ghép cái giọng của mình vào trong các clip highlight này để cho nó sôi động, nhưng hôm nay lười quá, để cái giọng bình luận gốc của cái anh bình luận viên trên sân luôn. Bộ ba tuyến tiền vệ, cú đá của Sang Thoại nguy hiểm, vào không, đó là tình huống việt vị mất rồi. Khánh Chó được chuyền bằng má ngoài tốt, không có tình huống việt vị và cơ hội đối mặt dành cho đội trưởng Hữu Thạch. Đây rồi, và chắc chắn sẽ là bàn thắng dành cho các cầu thủ Sao Huỳnh FC. Và vừa rồi đó là pha lập bàn của đội trưởng H2T. Người đã chuyền bóng ở trong tình huống vừa rồi đó là Chitoras. Bờ đôi có thể nói là ăn ý nhất trong lịch sử bóng đá Sao Huỳnh. Rảnh rỗi không làm gì, múa vài đường thôi. ATVK này, Ni ATVK này, ghê không? ATVK outside, crossover. Nhưng phải nói là cái mặt da BU này, cảm giác bóng nó cứ trượt trượt sao á. May là trời còn chưa mưa đó. Mang về đinh, kéo gầm khó. Đây là một quả bóng V-League và được bơm với độ căng tiêu chuẩn để thi đấu nha anh em. Mà mình vẫn biểu diễn freestyle một cách ngon chán. The Chop, nghịch đảo của The Chop, Electrical, Ripston, Neymar on Chop, Lasico AK. Và kết thúc màn khởi động này bằng động tác Triple AK. Torres không được. Minh Nguyên coi. Và đó là một pha làm bàn của Trần Minh Nguyên. Và cuối cùng nguy hiểm. Và như vậy đó là tình huống đốt lưới nhà. Một tình huống đốt lưới nhà vô cùng đáng tiếc của các cầu thủ bên phía đội bóng Sao Huỳnh. Hoàng Nani đã có một pha tranh chấp nữa và thêm một chiếc thẻ nữa và khiến cho Hayden Minamino phải nhận chiếc thẻ đỏ. Đây là một pha bóng mà có vẻ như Hoàng Nani và Hayden Minamino đã có một pha bóng tranh chấp. Thẻ đỏ. Cách đây 10 phút thì Hà Hiền có cử trọng tài và nhận một thẻ vàng rồi. Tình huống này nữa là thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ nha anh em. Và theo ý kiến của lãnh đội bên Sao Huỳnh thì nói là Runam Star vào lại đúng 11 cầu để đá tiếp nha, chứ không có đá thiếu người. Đá giao hữu mà thiếu cầu mất hay. Chắc là không muốn đá nữa nên cố tình kiếm thẻ đỏ ra tắm sớm nè. Lực lượng của các cầu thủ đỏ đá mỏng này sẽ ngày càng mỏng hơn với chiếc thẻ của Hayden Minamino. Minh Nguyên, Minh Nguyên cơ hội, cú đúp dành cho Minh Nguyên, cú đúp dành cho tiền đạo mang áo số 77 của tạo ra nhiều pha bóng tấn công hơn trong giai đoạn cuối hiệp 1 khi mà những nhân lực mới. Cơ hội, nếu chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống này đã. Lâm Nguyễn, Thực Luca, không vào. Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tiếp theo và bây giờ số 10 đã ở trong sân. Pha bóng rất an toàn và quyết đoán của Vinva này. Vũ Nguyên chân trái, không được. Cơ Serra, và là Cơ Serra, không được rồi. Và xử lý chưa tốt của Cơ Serra, phải di chuyển và một đường chuyền đi vào gót chân của anh. Lâm Nguyên,
Số 23 ơi, hậu vệ biên sao đứng thấp vậy? Thức Luka! Cơ hội đây rồi, Thức Luka trên đây! Wow! Thức Luka cuối cùng cũng đã có thể ghi bàn dành cho các cầu thủ Runang Stoutet. Thoảng Doremi. Hoàng Nani. Ở đây chọt khe cho số 16 bước tốc xuống được nè. Vũ Nguyên, được không nào? Ây da, nhẹ lại xíu thì ngon. Khánh chó. Khá nguy hiểm. Domino. Trước khi nhận bóng, quan sát cái nào. Trọng Thi. Lỗi việt vị của Cường Chera. Chuyền cho banh hay, nhưng mà việt vị. Cái... hết hiệp 1. Số gác là 3-2. Coi lại mấy tình huống hiệp 1 trên kia luôn kìa. Hiệp 2 50 phút nha trọng tài. Quá ghê. Hiệp 2 50 phút nha. Sao Quỳnh là đội một cái địa phương của cái thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Ước lần ra Quảng Ngãi đá banh. Em ra đó đá banh là anh dẫn em đi nha. Ok ok, ra nó đi tắm biển nha, tắm biển Sao Quỳnh. Ok. Và như vậy hiệp 2 đã chính thức được bắt đầu. Lâm Nguyên. Bị mắc. Vẫn là bị mắc. Tuổi phát. Đường chuyền hay. Khoảng trống dành cho Phong Libro. Đáng tiếc cho tình huống ra chân này của Phong Libro. Ngay thời điểm này thì chúng ta thấy là các cầu thủ Sao Huỳnh cũng đang gặp những khó khăn. Cú thành dứt điểm, không vào. Tiếc thay dành cho đội trưởng của những chú cá ngựa Sao Huỳnh. Bây giờ là hiệp 2 và trời đã đổ một cơn mưa cũng tương đối lớn. Giải pháp, theo pháp. Thủy chiến rồi anh em ơi. Lát nữa anh Sao Quan kia đá sân 7 đây. Bị mắc. Phạm Libro. Khoảng trống dành cho Luka Đức dứt điểm, không vào. Ngày hôm nay thì thật sự là quá đen đủi đối với Luka Đức. Hữu Thạch đang cần thêm những sự hỗ trợ. Chí Torres. Minh Nguyên, cơ hội đối mặt đây rồi, Minh Nguyên không vào. Cho các cầu thủ Rockstar nếu như họ biết cách tận dụng những cơ hội mà họ có được. Cường Sera, Phú Thạch, Lý Biết Lô. Bóng được chuyển sang cánh phải cho pha lao lên của Ngô Văn Pháp. Không được. Ngày thi đấu xuất sắc của hậu vệ cánh trái Hiếu Trần Trái. Ném biên dành cho Sa Huỳnh. Ở trong hiệp 1 chúng ta chứng kiến 5 bàn thắng. Nhưng sang hiệp 2 thì lại chưa có bàn nào khi mà thời gian đang dần trôi về những thời điểm cuối. Thịnh Libro chưa hiểu ý nhau giữa Thịnh Libro cùng với Dĩ Viên Trường Lộc. Không vào. Cú đá của đội trưởng khác 2T. Minh Nguyên.
Minh Nguyên cần phải có người hỗ trợ Minh Nguyên ở trong tình huống này. Và tình huống kết nối danh thoại. Vô thi đấu thứ 78. Ô là là, số 6 lao vô nhanh quá, một chạm thôi. Đội chuyển 2 dành cho H2T. H2T. Nguyễn. Phút thứ 81 rồi. Hãy cho Đô Nam thêm một cơ hội nữa đi nào. Trọng tài cũng đã ngậm sẵn cái còi ở trên tay. Đường chuyền trước mặt đã bị cắt. Và anh... Sau khi mình dắt một nhịp vào trong thì khoảng trống ngoài cánh lộ ra. Cũng đã nhìn trọng tài rồi. Đồng hồ đã nhìn trọng tài rồi. Minh Nguyên với cơ hội cuối cùng dành cho các thủ sao Huỳnh ở trong chỗ này. Nghĩa bên trái cái rồi nhận banh nè. Thằng có pha bóng kết liễu hay không? Nhìn vô trong không thấy ai hết. Làm sao mà tạt đây? Không được vẫn còn. Không vào. Tuyệt vời Trương Lập ở trong pha bóng vừa rồi. Anh như là một người hùng dân tộc dùng thân mình lấp lỗ châu mai. Một pha bóng mà anh đã cứu thua cho các cầu thủ Donald Stout. Tất nhiên bây giờ thì mọi thứ đã khép lại. Những kết quả như này cũng là quá xuất sắc rồi. Xin cảm ơn Donald Stout rất cùng với Sao Hình đã đến đây và tạo ra một trận đấu tuyệt vời. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những trận đấu sau. Mưa khá lớn, rồi cũng kết thúc trận đấu rồi. 10 phút cuối khá căng. Vì tuyến giữa bỏ hết. Mình từ tiền đạo về đá giữa luôn. Này lần đầu tiên đá tiền đạo luôn anh em. Chiến thắng 3-2. Anh em thấy nãy giờ cũng mưa nhưng mà không có bị sình. Đúng không? Giày vẫn còn đẹp. Không bị sình. Này chỉ cần lao là đá tiếp, không cần phải giặt. Đồ cũng không phải là dơ. Chưa hết clip đâu mọi người ơi. Còn dài lắm. Nó giỡn chứ hết rồi. Sau trận này mình có đá thêm một trận sân 7 bên Quách Giang. Anh em chờ xem trong video clip tiếp theo nha. Mình là Phạm Thi. Xin chào, gặp lại. Bye bye.